À, chào các bạn, đợt này cuối năm là tính cuối năm doanh số, cho nên mình ôm luôn một lô của hàng hữu cơ hình con đà điểu. Lô hình con đà điểu, công thức của nó là 32268%, bao zin, công ty của hàng Senka thì phải, để mình coi lại. Là lâu quá không để ý nhập hàng, cũng để ý công ty nào. Thì nói chung hàng này là hàng hữu cơ Bỉ. Hàng hữu cơ này của nước Bỉ nha, chứ không phải của Mỹ nha các bạn. Bỉ với Mỹ, Belimbua, nó có ghi sản xuất sản phẩm nguyên liệu nè. Cho nên sau này các bạn mua hàng á thì cũng phải coi rõ ràng là nguyên liệu xuất xứ ở đâu. Chứ để á, bao hiện con cù hay là con này con kia rốt cuộc á, hàng của hàng Nhật. Tại vì giá của Nhật á, có 4-5 ngàn ký nha. Còn mà hàng nhập của hàng Bỉ và Hà Lan thì giá nó sẽ cao hơn. À đây các bạn, tem phụ đây. Đây phân hữu cơ 322-68OM của Belgium. Thành phần hữu cơ là 68%, đạm 322. Hơi ổn các bạn, tay ngoài đang ngoài lỗ. Rồi, xuất xứ nè. Hàng Bỉ 25 ký, giấy tờ đồ rõ ràng nha. Công ty Senka Việt Nam. Rồi, lô này mới về luôn. Đất mới, lô mới, giá hỗ trợ hết mình 200 ngàn một bao. 200 ngàn một bao các bạn. Mình nhập đợt này về có một công à. Nó đang dọn xe bên kia nữa. Có một công à. Nha các bạn, một công giá 200 ngàn 10 tầng 1. Mua hữu cơ chưa bao giờ dễ dàng như lúc này. 200 10 tầng 1, báo giá rõ ràng luôn. À, hàm lượng 68, giấy tờ rõ ràng. À, còn gì nữa nhỉ? À, giá này là giá bán tại kho, cho nên các bạn đừng hỏi mình. Ừ Thái ơi, cái giá này tao mua 50 tấn, 7 tấn đồ có giao không Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ. Mình không giao nha các bạn. Mình chỉ bán tại kho, cho nên các bạn đừng buồn. Giá là giá hết mình rồi. Còn nếu các bạn muốn giao á, cộng lên 250 một bao 10 tầng 1 mình giao. Mình giao tới tận chỗ nào luôn á. Tại vì 1 tấn cho giao cùng lắm 500 ngàn tấn, mua mấy bao là đủ tiền vốn rồi. Còn lại được 4 tấn. Phải không? Cho nên mình giá này là giá hết mình. Hàng nhập nguyên bao, bao zin của hàng Bỉ 200 ngàn 10 tầng 1. Hữu cơ hình con đà điểu. Rồi cảm ơn các bạn. À, chương trình quảng cáo hữu cơ đơn giản, các bạn có thể liên hệ để mua hàng qua số điện thoại mình có để trên màn hình, hoặc là gọi trực tiếp cho mình. À, mình sẽ liên hệ. Còn các bạn có muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng mình bán tại cửa hàng, chứ mình không có giao. Rồi cảm ơn các bạn. À, các bạn ở những video clip lần sau.